Chào quý vị, quý vị đã theo dõi bản tin điểm báo sáng thứ hai ngày 10 tháng 7 năm 2017 của truyền hình pháp luật online được phát định kỳ vào lúc 6 giờ 30 phút sáng hàng ngày trên website tvphapluat tvpháplut vn Mỹ Kim chúc quý vị có một ngày đầu tuần với năng lượng tươi mới, gặp nhiều may mắn, suôn sẻ thành công trong công việc. Thưa quý vị, mở đầu bản tin điểm báo sáng nay, chúng ta cùng xem lại một số kết quả mà Việt Nam đạt được tại hội nghị G20. Theo báo Việt Nam Cộng thông tấn xã Việt Nam, hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 năm nay, có Việt Nam tham dự với tư cách khách mời là chủ tịch năm APEC. Theo đánh giá của nhiều chính trị gia, chuyên gia và báo chí Đức, Việt Nam đóng góp tiếng nói quan trọng trong các vấn đề tự do thương mại và chống biến đổi khí hậu. Theo bài báo, trong vai trò chủ tịch APEC 2017, Việt Nam có những điểm tương đồng cùng nước chủ nhà Đức gánh vác trách nhiệm thúc đẩy quan hệ kinh tế liên khu vực Á-Âu. Thành tựu phát triển, sự lạc quan, tính năng động là những đánh giá khách quan của báo chí Đức đối với nền kinh tế 93 triệu dân và cũng là cầu nối các nền kinh tế thế giới với thị trường 625 triệu dân của cộng đồng kinh tế ASEAN. Gần 10 năm trước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép công suất 250.000 tấn một năm và dự án đầu tư xây dựng nhà máy nung chuyển quặng sắt nông suất 600.000 tấn một năm tại khu công nghiệp Thanh Bình, nhưng đến nay, chủ đầu tư không có năng lực triển khai dự án. Tỉnh Kiên Giang đã kiên quyết thu hồi đất đã cấp, không đền bù phần tài sản trên đất mà doanh nghiệp này đã đầu tư. Thông tin này được đăng trên trang Nhân dân Điện tử. Không có năng lực đầu tư, năm 2010, công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi chuyển nhượng hai dự án này cho công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Vạn Lợi Bắc Cạn. Mặc dù chuyển nhượng sang nhà đầu tư mới, trải qua nhiều lần xin gia hạn và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhưng gần 10 năm qua, hai dự án này mới chỉ xây dựng được một số hạng mục nhỏ lẻ dở dang, diện tích đất được cấp bỏ hoang, cỏ dại mọc ương tùm gây lãng phí lớn. Theo báo Thời báo Kinh tế Việt Nam, vướng mắc lớn nhất trong việc giải cứu các dự án thua lỗ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, được chỉ ra là việc không chỉ ngân sách để xử lý. Đây là chia sẻ các lãnh đạo Petro Việt Nam trong buổi làm việc với Bộ Công Thương về các dự án thua lỗ diễn ra cuối tuần qua. Hiện Petro Việt Nam đang có một loạt dự án ngàn tỷ thua lỗ như nhà máy sơ sợi polyester Đình Vũ, Vivitex, có vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, hiện đắp chiếu. và dự án đầu tư sản xuất nhiên liệu sinh học hiện đều thua lỗ và ngừng hoạt động. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quốc. Việt Nam Net đưa tin liên quan tới việc quan chức giàu khủng được cho là nhờ nuôi lợn. Theo Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt cho rằng Tài sản 10 tỷ mà bảo đi nuôi lợn, nuôi gà là cách giải thích cho xong, không ai chấp nhận nổi. Nói về cách giải thích của nhiều quan chức về khối tài sản kết xù có được nhờ nuôi lợn, chăn gà, bán chổi đó. Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt nhấn mạnh, giải thích về nguồn gốc tài sản bất cứ trường hợp nào cũng phải hợp lý. Theo ông, quy định mỗi khi tài sản tăng giảm bất thường mới yêu cầu người kê khai phải giải trình nguồn gốc, ví dụ tăng từ 50 triệu trở lên thì người kê khai phải giải thích. news zing cho biết, được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, sức chứa khán đài 7.500 chỗ. Quy mô 5 tầng, nhà thi đấu Hà Nam vẫn nằm giữa bốn bề cánh đồng lúa và rất ít khi được tổ chức sự kiện bên trong. Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam nằm trên mảnh đất rộng 120 ha, quy mô xây dựng 5 tầng, sức chứa 7.500 chỗ ngồi. Nơi đây được lắp đặt trang thiết bị hiện đại gồm hệ thống điều hòa không khí, bản điện tử, âm thanh ánh sáng, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Báo Dân Trí đưa tin một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra làm một người chết. Xe ô tô của Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên Lai Châu đang lưu thông trên đường đã bất ngờ va chạm với xe ô tô chở trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thang Uyên Lai Châu. Vụ tai nạn trên xảy ra tại địa bàn xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Xe của Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên đang lưu thông trên đường đã bất ngờ va chạm với xe ô tô chở trưởng phòng giáo dục của huyện Thang Uyên cùng một số lãnh đạo văn phòng huyện. Cú va chạm khiến trưởng Công an huyện Tân Uyên tử vong. Một số người khác ngồi cùng xe với vị trưởng phòng giáo dục huyện Thang Uyên bị thương nhẹ. Hai xe ô tô sau va chạm đã bị hư hỏng nặng. Theo trang nhân dân điện tử, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an vừa cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn quốc gia đã xảy ra gần 30 vụ chống đối lại lực lượng cảnh sát giao thông trong khi làm nhiệm vụ làm hai chiến sĩ hy sinh và nhiều chiến sĩ bị thương. Công an các địa phương cũng đã khởi tố 6 vụ với chính đối tượng với tội danh chống người thi hành công vụ. Thời gian qua, tình trạng người vi phạm trật tự an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, chống lại lực lượng cảnh sát giao thông diễn ra hết sức nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ thi hành công vụ và tính nghiêm minh của pháp luật. Cục cảnh sát giao thông có điện chỉ đạo cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông khi đang thực thi công vụ. Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn làm hai ô tô hư hỏng và biến dạng. Người đàn ông được cho là bảo vệ của một khách sạn tại quận Phú Nhuận đã điều khiển xe của khách sạn gây tai nạn, làm hai người trọng thương. Thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, ô tô 5 chỗ ngồi hiệu Mazda CX-5 mang biển số 81A 11489 đã tông mạnh vào hông taxi mang biển số 56M 2568 tại giao lộ Hoa Lan Hoa Phượng, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, khi taxi lật vài vòng và đâm vào vách tường của một tòa nhà. Báo Lao động đưa tin về câu chuyện trả lời phỏng vấn trên trang thanh niên của nhạc sĩ Vinh Sử rằng nhiều chương trình truyền hình hiện nay mà các cuộc thi về giọng nhạc bolero không hề chuyên nghiệp. Theo nhạc sĩ Vinh Sử, các chương trình giống như nồi lẩu, bolero không còn là bolero nữa. Tác giả nhẫn cỏ cho em nêu đích danh nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và nói Hoài Linh thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm, trong khi Hoài Linh ca cũng chỉ bình thường. Phát ngôn này của nhạc sĩ Vinh Sử đã làm dấy lên nhiều tranh cãi từ những người làm chuyên môn và khán giả. Dù nhạc sĩ Vinh Sử lên tiếng khẳng định câu nói của mình đã bị tách ra khỏi ngữ cảnh và không có ý chê Hoài Linh, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ không ủng hộ quan điểm của nhạc sĩ Vinh Sử. Nhạc sĩ Đức Huy cũng có chung ý kiến với em trai Hoài Linh. Ông cho rằng ý kiến của nhạc sĩ Vinh Sử là không hợp lý. Trong khi đó, cộng đồng Facebook đồng ý cùng quan điểm với nhạc sĩ Vinh Sử. Chuyển sang thông tin về thể thao, thưa quý vị, cầu thủ Phi Sơn là cái tên đáng chú ý nhất của sông Lam Nghệ An. Nhưng đến lúc này, lại có tin cầu thủ này có thể ra đi vì chưa chịu ký gia hạn hợp đồng. Phi Sơn sẽ hết hạn hợp đồng với sông Lam Nghệ An vào cuối mùa giải này. Trong khi những cầu thủ ở hoàn cảnh tương tự như Khắc Ngọc đều đã đàm phán và được ký mới thì riêng tiền vệ số 10 này lại chưa sẵn sàng cho điều đó. Lý giải về việc này, tiền vệ Phi Sơn cho biết, và lãnh đạo và huấn luyện viên Đức Thắng cũng đã làm việc, nói chuyện với anh về việc tái ký hợp đồng. Tuy nhiên, Phi Sơn thì khất lại trả lời sau. Bởi đây là thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, tiền vệ Phi Sơn muốn dùng hết sự tập trung để thi đấu thật tốt, cống hiến và mang về những kết quả có lợi cho sông Lam Nghệ An. Thưa quý vị, thông tin thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin điểm báo sáng của truyền hình pháp luật. Quý vị có thể xem lại chương trình điểm báo trên website www.tvpháp luật.vn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hãy đồng hành cùng chương trình vào lúc 6 giờ 30 phút sáng hàng ngày quý vị nhé. Chúc quý vị có một ngày đầu tuần thật tươi khỏe, tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả, đạt nhiều thành công trong công việc.